Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên và chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Dự lễ công bố các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên được thành lập năm 2001 nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các khu công nghiệp, tạo mặt bằng thuận lợi tiếp nhận dự án đầu tư vào khu công nghiệp, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn trong thu hút đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên có tổng số 32 đảng viên chính thức. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, chi ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh xem xét về việc đề nghị thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở nâng cấp chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, trong đó trước mắt kiện toàn 7 đồng chí. Công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Vĩnh Hào được thành lập năm 2002. Công ty có 150 cán bộ công nhân lao động chuyên sản xuất chế tạo các loại khung nhà thép tiền chế, kết cấu thép các loại cho nhà công nghiệp và dân dụng với mọi khẩu độ theo yêu cầu của khách hàng. Các tổ chức đoàn thể của công ty duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo lợi ích của người lao động. Công ty hiện có 4 đảng viên. Từ yêu cầu thực tế, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên được thành lập đáp ứng được nguyện vọng của các đảng viên đang làm việc trong công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng người lao động có lý tưởng cách mạng, phấn đấu trở thành đảng viên góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đã trao các quyết định thành lập Đảng bộ, Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa vai trò quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng được thành lập phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, phát huy được trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí trong hành động, nghiêm túc chấp hành cương lĩnh chỉ thị điều lệ đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ người lao động. Từng đảng viên phải gương mẫu trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo trong thực hiện. Các tổ chức đảng cần phải kết hợp, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp để tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và chủ động khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Hai là thực hiện tốt việc tổ chức phổ biến quán triệt và thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng trong đội ngũ cán bộ người lao động, nó phải vượt ra khỏi cái phạm vi của tổ chức đảng đấy, mà làm sao đấy chúng ta tuyên truyền phổ biến được những đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người lao động để người lao động biết và thực hiện tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên quan tâm phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh để tuyên truyền vận động cũng như giúp chủ doanh nghiệp hiểu và nhận thức đúng về mục đích ý nghĩa của lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Khẳng định rõ thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là để đồng hành doanh nghiệp, để lãnh đạo công nhân, người lao động đẩy mạnh các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật lao động, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong thực hiện quy chế, quy định doanh nghiệp.